Chiều 21 tháng 12, phiên tòa xét xử đại án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC, bắt đầu chuyển sang phần xét hỏi. Hội đồng xét xử thẩm vấn cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu chủ tịch Đinh Quốc Thái để làm rõ mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cũng như những lần nhận hối lộ, việc sử dụng tiền nhận hối lộ. Bắt đầu quen biết bà Nhàn và công ty AIC từ năm 2003. Thời điểm đó, lúc đó là bị cáo là phó bí thư, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Khi ra Hà Nội tham dự các phiên họp Quốc hội, thì đại diện lãnh đạo của công ty là có mời một số đại diện lãnh đạo ở các đoàn đại biểu Quốc hội gặp gỡ lãnh đạo của công ty AIC. Thì đó là cái dịp mà đầu tiên bị cáo biết cô Nhàn và biết công ty AIC. Cô Nhàn về công tác ở Đồng Nai, thì cô Nhàn cũng tổ chức một cái bữa mời ăn cơm, cũng mời số anh em lãnh đạo các sở ngành đến tham dự. Thì đến đó thì tôi cũng có giới thiệu cho mọi người, đây là tổng giám đốc của một cái công ty chuyên kinh doanh một số cái ngành nghề như là công ty lúc đó. Thì cũng chỉ nói một cái yêu cầu rất là chung là mong mọi người khi doanh nghiệp về địa phương chúng ta đầu tư kinh doanh, mong mọi người ủng hộ dưới cái tinh thần là như lãnh đạo của địa phương đã làm trong rất nhiều năm, đó là phương châm doanh chính quyền Đồng Nai đồng hành với doanh nghiệp. Bạn có đấu thầu không? Tôi xác nhận là khi bà Nhàn nói với cái mục đích mà muốn gặp tôi như thế, thì tôi đã điện thoại liên lạc với anh Vũ, yêu cầu anh Vũ là sắp xếp thời gian và nghe bà Nhàn trình bày, nội dung tới đó là dừng lại, không có cái lời nào giới thiệu về việc là công ty AIC tham gia vào các gói thầu.